Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với đoạn vlog của mình ngày hôm nay ha. Thì cái chiếc F155 VVA á, nó mới ra. Thì đó là chính là một cái siêu phẩm của nhà Yamaha trong năm 2020 và 2021. Tuy nhiên mình muốn bỏ qua nó một bên, mình sẽ đưa các bạn về thời quá khứ. Đó là mình sẽ nói với các bạn về một chiếc F mà nó đã làm mưa làm gió trong quá khứ. Và cũng chính là cái chiếc F này đã là cái bước ngoặt của nhà Yamaha trong thị trường con tay Việt Nam. Vì sao mình nói như vậy? Thì trước mắt các bạn đây là một chiếc F 135. Thì vì sao mình nói nó là cái bước ngoặt cũng như là cái gọi là cái bước đệm của nhà Yamaha tại thị trường con tay Việt Nam? Thì như các bạn cũng đã biết á, thì cái thời mà 2010 á, khi mà thị trường côn tay nó còn rất là mới lạ thì hầu như mọi người không biết côn tay là gì đâu. Tuy nhiên là Yamaha đã đi một cái bước đệm cũng như là đặt cái bàn chân của mình lên thị trường côn tay Việt Nam, đó là ra đời chiếc F 2010 á, hay các bạn còn gọi là F nhỏ. Thì sau cái khoảng thời gian đó là Yamaha đã quyết tâm cải tiến lên thành chiếc F135. Thì các bạn cũng biết là cái khoảng thời gian đó là năm 2013 đến cỡ 2015 á, thì chiếc này là chiếc bán chạy nhất của Yamaha. Thì mình nhớ không lầm thì thời đó là ông anh ở gần nhà mình, ông mua chiếc này là với giá 55 triệu đồng. Mà thời khoảng 2013 là các bạn biết giá nó cao cỡ nào rồi. Đó, thì đó chính là nhân vật chính của video ngày hôm nay ha. Let's go. Thì để giới thiệu với các bạn đầu tiên ha, thì mình giới thiệu các bạn đây là chiếc F155. Thì cũng như mọi lần thôi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần chân trước. Thì ở đây là mình có mâm ba đào của Racing Boy. Thì ban đầu hình như không phải của Racing Boy đúng không em? Hình như của Suzuki. Mình thấy có logo Suzuki đây nè. Thì nhìn nó tựa giống của Racing Boy, mà cái bảng nè nó bé hơn. Thì mâm ba đao này nó đặc biệt ở chỗ là nó nhìn nhiều anh em bảo là đi nó sẽ bị quăng, thì cái đó mình không biết nó như thế nào, để tí nữa mình sẽ trải nghiệm thử xem nó có quăng hay không ha. Thì được sơn màu đen bóng rất là keng đẹp. Thì về cơ bản thì mình thấy đây cũng là một cái điểm nhấn nổi bật trên chiếc xe này. Thì đi cùng với đó là sẽ đi với cặp vỏ là 60 90 17 của Quýt ha anh em ha, vỏ Quýt. Thì hãng vỏ này là của Thái Lan đó. Thì vẫn đi đó là vẫn là heo zin thôi anh em, vẫn heo zin, và dĩa thì cũng là dĩa zin luôn. Thì điểm nhấn đầu tiên là chỉ là cái mâm thôi. Mình nghĩ là xe này nó có một cái điểm khác nổi trội hơn, cho nên là chủ xe đã dành hết cái phần tiền vô cái chỗ đó hơn là trang bị ở phần ngoài anh em ha. Thì ở trước là ba đao, thì ở sau cũng là ba đao, ở sau cũng là ba đao luôn anh em ha. Và ba đao của này là của Suzuki, và bản sau này là bản 1.8. thì mình nhìn đây 1.8 thì mình nghĩ ở trước là 1.6 anh em, 1.6 và 1.8, và cũng đi là vỏ Quýt. Và ở đây mình thấy là đi vỏ là 70 90 17, thì lớn hơn một size đó, nó là ok, nhẹ xe rồi. Thì tiếp theo là ở đây là như các bạn đã thấy á, bình thường á,
những chiếc F135 á là cái gấp của này nó sẽ ngắn. Tuy nhiên là ở đây á, mình thấy chủ xe đã trang bị một cái gấp là gấp của F150 anh em ha, gấp của F150. Và phần phụ thì quay phim theo ly lại đây để cho mọi người xem nè. Thì ở đây cái phần phụ á là mình thấy là nó hơi chúi về phía trước, thì chắc là do cái phần gấp này nó cấu tạo như vậy cho nên là làm cho cái phần phụ nó hơi chúi về phía trước. Tại vì mình thấy là mình cảm nhận của cá nhân của mình là như vậy ha, nó hơi chúi nhẹ về phía trước một tí xíu đó. Thì cũng mình nghĩ đây chắc là của phụ zin thôi anh em, phụ zin của F135 thôi chứ không phải là phụ của 150 gì cả. Thì ở đây đó là phần dàn chân anh em ha. Thì dàn chân là chỉ cơ bản là như vậy thôi, mình thấy nó không có gì quá là nổi trội. Tuy nhiên là mà mình cảm thấy cái điểm mà ok nhất trên xe này đó chính là phần đồng hồ. Tại vì nãy mình đã ngồi lên chạy thử rồi, thì đây đồng hồ là đồng hồ Casio anh em ha. Thì quay phim thêm, mình sẽ bật đồng hồ lên cho anh xem rồi ha. Đó, thì đây là đồng hồ Casio. Thì đồng hồ Casio này mình thấy nó ok hơn đồng hồ zin, tại vì nó có cái lóc nè, có đồng hồ, và nó có thêm những cái điểm đặc biệt như là màu sắc khi mà anh em bật lên nó rất là đẹp, nó có đồng hồ nó chạy đó. Rồi thì đây có tem lưu ý anh em ha, anh em nào mượn xe phải nhớ đổ xăng nha ha. Để mốt mình sẽ dán cái tem này lên xe mình, mượn xe nhớ đổ xăng. À quên nữa, và giới thiệu cho anh em luôn thì xe này nó màu này là màu sơn của xe này anh em. Màu sơn này là nó không phải là đỏ, nó không phải là đỏ tươi, mà nó cũng không phải là đỏ sẫm, mà nó là đỏ candy. Thì đỏ candy thì mình thấy rất là nhiều anh em đã trang bị cái đỏ candy này lên xe rồi. Nó vừa xe, nó vừa màu, nó không có sáng quá mà nó cũng không như là tối quá. Đó, thì anh em có thể trang bị cái màu đỏ này lên. Thì mình nghĩ màu đỏ này nó thích hợp với những em mà thích nó ngầu ngầu một tí xíu, nó không có sáng hả anh em ha, ngầu một tí xíu. Thì về cơ bản là nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà nãy mình hỏi chủ xe á, thì chủ xe mới bảo với mình là xe này đi máy độ anh em ha. Thì máy được trang bị là đây là máy 57 zin zin. Zin là zin của Phaeto. À, lòng thì lòng ICS. Thì tại vì ở đây á, là do dướng cái dàn áo rồi, mình không có show cho anh em được là cái phần ngoài của vỏ máy như thế nào. Tuy nhiên là mình sẽ nổ tiếng nổ cho anh em nghe thử, cũng như là mình sẽ có trải nghiệm một tí xíu ha anh em ha. Rồi, thì đây, thì bây giờ mình tiến hành mình bật máy anh em ha. Bấm nổ. Rồi, thì đây là tiếng máy nè anh em. Đây là tiếng máy của F135 đi 57 zin zin anh em ha. Thì về cái cảm nhận cá nhân của mình đầu tiên đó là mình cảm thấy máy rất là êm. Máy rất là êm và nó không có gọi là quá xào. Máy 57 mà nó kêu như là máy zin nè anh em, rất là êm và nhẹ. Thì ở cái bô ở này á thì mình thấy là bô này bô móc theo bài thôi chứ không phải là bô độ hãng khác. Bô này là bô móc theo bài 57 anh em ha. Thì tí nữa mình sẽ tiến hành nổ, mình sẽ nạc thử cho anh em nghe thử ha. Đây, nó nhích xe luôn anh em ơi. sợ quá. Mình không dám nhạc mạnh nữa, tại vì hồi nãy cái chống đứng á nó nhích luôn, mà mình sợ là nẹt rồi cái chống đứng. Thì cái lực máy nó rất là đanh mà máy nó rất là nhẹ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ngồi lên mình trải nghiệm thử anh em ha. Rồi mình sẽ cho anh em cảm nhận ngay về 57 zin zin này. Ok,
em à. Thì đó là là S57 engine. Thì nãy mình thử 3 số à, mà nó lên một tí xíu là cái cảm giác rồi, giống như là mình không có hãm được cái xe này. Tại vì thứ nhất là mình cảm thấy là nó quá là mạnh so với cái sườn của cái xe. Có nghĩa là khi mà mình vô tới cái số 3 mà mình lên tua cao á, mình vô số lắc đầu nó kiểu nó muốn dở cái đầu lên. Đó. Thì cái cảm giác là khi mà đem lại nó, nếu mà tại mình á, tại vì cá nhân mình là mình đi xe xin không, cho nên là khi mà đi máy cao á, mình không có hãm được nó, mình không có kiểm soát được nó. Thì đó là cái cảm nhận cảm nhận mình khi đi xe độ anh em ạ. À. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi đoạn vlog của mình ngày hôm nay. Đây là chiếc F135 huyền thoại của nhà Yamaha. Thì nếu mà anh em thấy đoạn vlog này hay thì anh em hãy tiếp tục đăng ký và ủng hộ mình trong thời gian sắp tới ha. Ok, let's go. Tạm biệt anh em, bye bye.